Nè, giờ này những đứa thấy cháu nó cũng yếu nhưng mà rất là bình tĩnh. Rồi như con giờ muốn niệm Phật vãng sanh. Rồi dặn cô thôi tới nào mà con vãng sanh đi rồi đâu rồi đó ổn định hết trơn à, mới báo cho ba mẹ con biết hả con? Dạ. Sao mà con không báo cho ba mẹ con biết mà chờ vãng sanh rồi mới báo cho ba mẹ biết? Con mới vô con coi 2 3 ngày, nếu như con khỏe lại thì ba mẹ con không lo, còn con mới vô con báo thì sợ ba mẹ lo ba mẹ lên nữa. Sẽ làm phiền ba mẹ đúng không? Con là bây giờ là tâm quyết con chỉ có một một hướng là niệm Phật sanh cực lạc đó đúng không Dạ đúng. con? Con bây giờ cơ thể con nó có đau đớn gì không? Nó chỉ nặng cái bụng với nó chỉ khó thở một chút thôi. Nặng cái bụng và khó thở. Rồi trong tâm con thấy nó có sợ hãi hay là mình bất an gì không? Dạ không, con thấy bình thường. Bình thường. Rồi con có niệm Phật được không? Dạ được, con niệm bình thường. À, Đức Phật A Di Đà phát nguyện chỉ cần một chúng sanh nào niệm danh hiệu Phật thì Ngài tiếp dẫn mình sanh cực lạc. Mình niệm Phật mình luôn luôn mình tin rằng là Đức Phật A Di Đà từ bi nhất định sẽ tiếp dẫn mình về thế giới Tây Phương cực lạc. Đức Phật không có bỏ một chúng sanh nào muốn về cực lạc hết. Dù là một đứa nít nhỏ xíu, có đứa bé 5 tuổi mà niệm Phật nó cũng được vãng sanh. Nó giống như câu chuyện mà đứa bé này nó có 4 5 tuổi à. Nó thấy ba nó mỗi ngày niệm Phật. Xong hỏi ba, ba ba mỗi ngày ba niệm Phật để làm gì? Cái ba nó nói là ba muốn sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nó hỏi ba thế giới Tây Phương cực lạc thì sao? Thì ba nó nói là thế giới Tây Phương cực lạc tốt lắm, đặc biệt lắm, vui với lắm, không có khổ. Thì lúc đó đứa bé nó nói vậy sao ba không đi về cực lạc đi? Cái ba nó nói là ba chưa đi về được. Nó nói vậy thì bây giờ con muốn về cực lạc con phải làm sao? Thì ba nó nói là con chỉ cần niệm A Di Đà Phật, chân thật niệm Phật thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ rước con về thế giới Tây Phương cực lạc. Thì từ đó vì sao đứa bé 4 5 tuổi nó cứ niệm Phật suốt. Đến một ngày nọ thì nó nói với ba nó: "Ba ơi, còn 3 ngày nữa, đúng 12 giờ trưa là con sẽ về thế giới Tây Phương cực lạc. Ba báo cho một số người niệm Phật đến để niệm Phật đưa tiễn con về cực lạc." Thì ba nó thấy con mình 4 5 tuổi nói lạ vậy. Xong nó nói: "Con nói thật, ba cứ kêu người đến đi." Thì đúng ngày đó gì người ta đến. Ta đến thì bắt đầu là người ta niệm Phật với cùng nó. Nó niệm Phật thì xong nó nói: "Thôi chào mọi người, tôi đi về Tây Phương cực lạc." Thì nó giảng sanh đó con. Có nghĩa là có 4 5 tuổi thôi mà tín nguyện niệm Phật, quyết chí niệm Phật mà thọ mạng đó là đến anh ta thị hiện về Tây Phương cực lạc. Con bây giờ 11 tuổi à, mà con lại có tín tâm tín nguyện con muốn về Tây Phương cực lạc. Vậy con tin rằng là mình niệm Phật, Phật sẽ rước mình về cực lạc không? Dạ có. À, con tin 100% là Phật sẽ rước con về cực lạc đúng Dạ đúng. không? Con nhớ con phải giữ cái lòng tin này. Con người đi đến với cái cuộc đời này ai cũng một lần sẽ chết con. Sớm muộn gì cũng chết. Có những người ta sống cả 100 năm. Nhưng mà khi người ta sống trong cuộc đời này người ta toàn đi tạo nghiệp không? Không có được cái kết quả gì đặc biệt hết. Còn tuy là con sống thời gian ở cuộc đời này không có lâu, nhưng mà con lại là người niệm Phật. Và được mấy công đoạn những đứa quay lại khắp nơi nơi người ta coi, người ta cũng tín tâm niệm Phật lắm á. Thấy con còn nhỏ mà con lại siêng năng niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, rất bình tĩnh, không sợ chết gì hết chứ. Thật sự mà nói cháu này tuy 11 tuổi quý vị, nhưng mà cháu rất là bình tĩnh. Cháu rất là hiểu biết chứ không phải là không hiểu biết đâu. Hiểu biết nhiều lắm. Nhưng đứa thấy con rất là hiểu biết. Như hồi chiều này cháu đem 2 con heo bỏ ống, 2 chị em, đứa bỏ ống 1 con,
sao mà chiều này con muốn đem lại đưa cho những đức cúng dường Tam Bảo, là sao mà không chờ những đức đến đưa luôn, mà kêu mấy cô đẩy cái xe lăn xuống tới chỗ nhà ăn để mà đưa cho những đức, là có lý do gì con? Tại con thấy thầy lu bu với là con sợ con đi bất ngờ cái con không đưa được cho thầy. Thấy nhà đức lu bu rồi bận quá, rồi giờ muốn đến đem đưa tặng tay thầy, chứ sợ là đi bất tử rồi không có tròn cái nguyện muốn bỏ ống tiền trong con heo để cúng dường cho thầy nuôi các cụ già, bây giờ cầm đến đưa trực tiếp cho thầy để cúng dường cho tròn tâm nguyện đó, đúng không? Dạ đúng. Bây giờ thí dụ như con, bây giờ thí dụ như đêm nay mà Phật rước con đi về Cực Lạc Tây Phương, thì ở đây những đức lo cho con, cho tròn tâm nguyện cho con, và đại chúng xung quanh niệm Phật đưa tiễn con đi về Cực Lạc Tây Phương. Nhiều khi con trong lòng chắc nghĩ nhiều khi cha mẹ lên đây, có khi cha mẹ thấy đau lòng buồn này kia, núm níu này kia, thôi để cho con tiện lợi con niệm Phật với mọi người để về Tây Phương Cực Lạc, đúng không con? Dạ đúng. Rồi thí dụ như con về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bây giờ vì hiện tại mình đang còn ở cõi này, con có những lời gì con khuyên những người bệnh đau như mình, những người khổ đau trong cuộc đời này, con có vài lời gì con khuyên trong cái lúc giây phút mà những đứa thấy chắc con cũng không bao lâu nữa đâu, nên từ nơi đó bây giờ con có những lời gì để lại cho những người khi người ta coi được công đoạn của con mà người ta phát tính tâm, ta niệm Phật đi sanh Cực Lạc, rồi khi mà con ra đi con để thọ tướng tốt đẹp quan hỷ, giống như những lời này là những lời mà con chào mọi người đó đến với cái cuộc đời này, dù là sống thời gian giờ 11 tuổi nhưng mà con cũng chào mọi người ở cái cuộc đời này, nếu đủ duyên coi được những công đoạn của con thì con có những lời gì con khuyên mọi người bằng thẳng đáy lòng mình không con? Con khuyên ăn chay niệm Phật, không sát sanh, với lại phóng sanh. Rồi quyết tâm niệm Phật để sanh về Cực Lạc phải không con? Dạ đúng. Rồi bây giờ từ gia đình con, cha mẹ con, người thân của con, con có những lời gỡ đến với họ, những lời gì mà trong cái lúc giây phút này có thể tối đêm nay hoặc ngày mai gì con đi, con gỡ đến với họ những cái câu gì quan trọng nhất mà con cảm thấy tâm đắc nhất trong cái tâm là tâm tư của con gỡ cho họ, mà muốn giúp cho họ đời này được giải thoát hết khổ, con có vài lời gì để gỡ cho họ gọn nhất, xúc tích nhất, là sống lại ở cái cuộc đời này nên làm cái gì quan trọng nhất con? Ăn chay niệm Phật, không sát sanh, hay phóng sanh, với lại thường xuyên đi chùa. Và niệm Phật cầu sanh Cực Lạc đúng không? Dạ. Có nghĩa là tâm tư của cháu tâm đắc nhất là ăn chay niệm Phật, phóng sanh, thường đi đến ngôi chùa chuyên tu niệm Phật đâu. Rồi gỡ lời gia đình người thân, gỡ lời đến cha mẹ. Những đứa thay lời trong tâm tư con nói á, gỡ đến cha mẹ, gỡ đến người thân, gỡ đến các em ở nhà. Sống ở cuộc đời này vô thường lắm, mình nên niệm Phật đi, mình về Cực Lạc mình mới sống mãi mãi bên nhau. Như cháu bây giờ có 11 tuổi thôi mà con bệnh gì, thấy cuộc đời vô thường không? Có những đứa bé 1, 2 tuổi nó cũng đã chết rồi. Mình bây giờ mình còn biết được gì, mình rất là may mắn con. Mình được gặp thiện chí thức, người ta thương yêu mình, ta niệm Phật cho mình, đây là hạnh phúc lắm rồi đúng không con? Nên từ nơi đó những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho con nhẹ nhàng, con đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật A Di Đà đến rước con đi về Tây Phương Cực Lạc. Nha. Con luôn luôn tin tưởng 100% là con niệm Phật nhất định Phật sẽ đến rước con, đúng không? Dạ đúng. Rồi con có những lời gì gỡ đến ba mẹ con, những lời gì nữa không? Con giáng sanh con về với Phật là điều tốt, cho nên con mong ba mẹ không có buồn, cũng phải cố gắng niệm Phật để về với Phật để được gặp con. Vì thấy những câu cháu nói rất là đặc biệt nha quý vị.
không? Bây giờ cháu rất là hiểu biết chứ không giỡn đâu. Những lời nói tuy rất ít nhưng rất xúc tích và rất đầy đủ. Thấy không? Cháu giờ có 11 tuổi, bây giờ con điên gì? Thì cháu biết rằng ba mẹ sẽ buồn, nhưng cháu khuyên là ba mẹ đừng nên buồn, mà nên niệm Phật. Khi cháu đi về cực lạc á, thì ba mẹ ở đây cố gắng niệm Phật, về cực lạc để gặp cháu ở thế giới Tây Phương cực lạc. Mình chỉ có ở Tây Phương cực lạc mình mới hết khổ thôi. Chứ mình ở cõi này dù có giàu sang phú quý, có khỏe mạnh thì cuối cùng cũng phải chết thôi. Ai cũng khổ. Đến thế gian này giống như xa lìa khổ mà. Cả đời có người chí cầu đủ chuyện hết, rồi cuối cùng phải chết đi và khổ đau vô cùng. Nên từ nơi đó đây là một đại sự nhân duyên đặc biệt. Chắc con cũng đi đến đây thị hiện, con cũng làm tấm gương của người niệm Phật nhỏ tuổi nhất này. Không biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật thôi. Và tự nhiên là con có duyên, con nghe những đức, con lại tiếp nhận. Con nghe những đức dạy con có nghe lời Dạ có. không? Vì sao mà con nghe những đức dạy niệm Phật là con nghe lời liền sao ạ? Tại con nghe thấy điều tốt với con, quý thầy, với lại con thích niệm Phật. Rồi vậy là con nghe lời đúng không? Dạ. Bây giờ con phải quyết tâm tha thiết niệm Phật, dù có đau đớn gì cũng phải tha thiết niệm Phật, bám chắc câu Phật hiệu, hay không? Nhất định Phật A Di Đà sẽ đến rước con về cực lạc. Bao nhiêu người coi công đoạn của con, ai cũng hoan hỷ, ai cũng vui. Con đi đến thế gian này, con đã kết duyên được mấy trăm ngàn người, có khi cả triệu ngàn người, người ta đã coi được con một tấm gương, một đứa bé 11 tuổi niệm Phật cầu sanh cực lạc, đã được giáng sanh cực lạc, về thế giới cực lạc làm Phật để thường nguyện trở lại cái cõi này để độ chúng sanh. Những đức rất là có tâm huyết về pháp môn tịnh độ này, ngày nào cũng giảng 2 buổi một câu A Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Và những đức thường nói rằng nhờ Phật pháp mà thay đổi cuộc đời những đức, nên những đức á, nhiệt tình hết mình để đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu và nuôi người già, nhiệt tình hướng dẫn người già, người trẻ và lớp đạo làm con đều khuyên họ niệm Phật. Đây là tâm nguyện những đức cả đời cố gắng làm. Nên những đức gặp được cái duyên đứa bé 11 tuổi là con, những đức rất là quý thương con á. Thấy con nhỏ nhưng lời nói nào của con cũng chuẩn á, đặc biệt biết nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng, làm cái gì rõ ràng cái nấy, biết nói chuyện người lớn, biết ngoan ngoãn, ai chăm sóc con người ta cũng thương. Những đức mong rằng những cái đoạn nói chuyện này của con á, là những đoạn giống như là lời chào với tất cả mọi người hẹn gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Vì những lời thấy là toàn là những lời kết thúc không à. Chứ thêm nữa con về những đứa thấy cũng mệt rồi. Nên con mệt gì nhưng mà con vẫn nhớ Phật niệm Phật được không? Dạ được, con vẫn niệm bình thường. Cháu rất là tỉnh táo quý vị. Niệm Phật được được bình thường ổn định. Cầm máy bấm số niệm Phật được. Rõ ràng cầm máy bấm số niệm Phật được. Đây là cái tấm gương mà để là cho đại chúng khắp nơi đó cố gắng móc câu Phật hiệu bằng cách bấm số niệm Phật. Cháu bụng bự gì nè, quý vị, thân thể bệnh đau tai ốm gì nè, nhưng mà đầu óc cháu rất tỉnh táo và gương mặt rất sáng sủa, rất là đẹp. Đó, nhìn Phật A Di Đà thấy không? Nha. Nó nên á, mình có Phật A Di Đà trong tâm mà mình không có gì sợ nghe con. Lúc nào gì con vừa ra đi Phật A Di Đà rước con về cực lạc liền. Về cực lạc rồi mình từ hoa sen nở ra 32 tướng tướng tốt 80 vẻ đẹp y khang y gan Phật A Di Đà. Lúc đó mình không già, không bệnh, không chết. Lúc nào con muốn xuống đây con thăm những đức cũng được chứ. Con thiện hiện một người nào đó con đến con thăm, con giúp thầy những đức một tay để nuôi người già, để giúp cho chúng sanh. Con á, về cực lạc con có muốn trở về đây để giúp chúng sanh không? Dạ có. Con về đây con sẽ làm người nam hay người nữ? Cái đó thì con không biết. À, duyên nào thì mình độ sanh duyên nấy đúng không con? À, ví dụ như nam cũng độ sanh được mà nữ cũng độ sanh được đúng không? Dạ đúng. Nghĩa là cháu trả lời rất là hay. Không có biết chọn nam hay nữ, con không biết. Rất là thật thà, nít mà quý vị. Cái cách nói chuyện tuyệt vời vô cùng. Con là dễ giáng sanh nhất, vì không biết cái gì chứ. Nên những đức mong những người coi qua công đoạn này nghe, nhớ người niệm Phật đừng nên biết nhiều chi, biết niệm Phật thôi. Để tâm niệm cuối đời như cháu này nè, chỉ biết niệm Phật không à. Nghĩa là chỉ biết niệm Phật không, tại vì không biết cái gì nên chỉ biết niệm Phật thôi. Và gặp được cái duyên cả đại chúng ta niệm Phật đưa tiễn con không. Con đâu có biết gì ngoài câu Phật hiệu đúng không Dạ. con? Chỉ biết niệm Phật không à.
Nên chỉ có mục tiêu là niệm Phật để cầu Phật đến rước con là 100%. Phật đến rước con, chắc chắn luôn. Con thì hiện đến đây vì cái cõi này nhiều người bệnh quá, nên con thì hiện con bệnh con giảng sanh đó. Vì cái cõi này quá nhiều người bệnh nè. Bây giờ con bệnh mà con bình tĩnh, để con dạy người ta bệnh nên bình tĩnh. Dạy người ta bệnh mà phải ngoan, phải bình tĩnh, phải niệm Phật, đúng không con? Con thì hiện đi đến đây là để dạy người ta niệm Phật đó. Nó bây giờ mình khỏe thì ở thế gian này đâu có khỏe hoài, nên con thiện hiện bệnh để khuyên người ta niệm Phật. Những đức mong rằng những công đoạn này quý vị coi khắp nơi nơi coi, nên phát tính tâm theo học theo cháu này. Cháu này giống hệt như là Ấn Tổ dạy luôn, Iran luôn. Ấn Tổ nghe nói nè, người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Đà tiếp giảng giảng sanh. Cháu này là rõ ràng 100% là cháu chỉ lo niệm Phật, cháu không có cầu hết bệnh gì cầu giảng sanh không. Quý vị coi có mấy công đoạn rõ ràng, chỉ có cầu giảng sanh không à. Mà thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết thì Phật A Đà rước con về cực lạc, đúng không? Dạ đúng. Đó, nên quý vị coi cháu rất là rõ ràng hiểu biết, nên người niệm Phật nên học theo cháu. Có nhiều người già yếu thì giờ mình để nằm đâu nằm đó không biết, nhưng mà riêng cháu này rất là rõ ràng, lúc còn đi được còn tỉnh táo đàng hoàng là tuyệt đối không đi xin vô bệnh viện, không muốn đi uống thuốc. Cái này là con phát tâm hay có ai ép con? Dạ con phát tâm. Cháu phát tâm không ai ép cháu, nhưng mà cha mẹ của cháu, nếu như mà cháu muốn đi vô bệnh viện khám bệnh trị bệnh là cha mẹ đưa liền, nhưng mà do cháu thật sự cháu phát tâm xin ba mẹ là con ở trong chùa niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái tâm này của con làm tấm gương đặc biệt lắm con. Tấm gương này tuyệt vời lắm. Khi con giảng sanh là con độ nhiều chúng sanh lắm. Khi thường nguyện trở lại con sẽ có duyên rất nhiều chúng sanh. Nó, con nhớ là giảng sanh rồi thường nguyện trở lại đến chùa chúng ta. Nó rồi lúc đó những đức chắc cũng già. Con lúc đó đến đây kế thừa. Nên thị hiện làm nam đi, rồi xuất gia. Rồi lúc đó những đức già yếu rồi lợi phụ những đức kế thừa. Y gan cái tâm những đức bây giờ giống hệt gì đó. Để mà nuôi người già tiếp tục. Con muốn gì không? Dạ muốn. Đó nên phát nguyện vậy đó. Con về cực lạc xong con thường nguyện đến thế gian này, lần sau con đến làm người nam. Nó rồi được cái duyên xuất gia. Rồi đến đây học tập cùng thầy những đức. Trong cái tuổi già thầy sắp chết. Rồi xong khi thầy chết xong rồi con tiếp tục nuôi người già. Phát cái nguyện Iran vậy, nhiệt tình nuôi người già, nuôi chúng vui vẻ quan hỷ, tính tình vui vẻ quan hỷ để độ chúng sanh đó, vậy đó con nhớ nghe. Rồi bây giờ con khoát tay con chào mọi người, chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc đi con. Chào mọi người, con niệm A Di Phật vài câu chào đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ con nói hẹn gặp mọi người ở Tây Phương Cực Lạc nha. Hẹn mọi người ở Tây Phương Cực Lạc nha. Với đạo Phật. Rồi công đoạn của cháu rất là đặc biệt. Tất cả quý vị coi cố gắng phát tín tâm tín nguyện niệm Phật. Những người ở đây đang đứng đây cũng kết duyên ha. Rồi học theo cháu nha. Chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Nhất định về cực lạc mới độ được chúng sanh nha. Ai bệnh đau cũng không có buồn, chỉ niệm Phật thôi, vui vẻ trả nghiệp, không có buồn gì, học như cháu nè, rất là tự tại, rất là thoải mái để mà niệm Phật về cực lạc. Những đức cũng phải học theo con đó nha. Rồi chúc con an lạc đến lúc hơi thở cuối cùng, rồi Phật A Di Đà rước con về Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật, chào con. A Di Đà Phật. Rồi chào con. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng đi con, hồi hướng cho chúng sanh ai cũng phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, chào con. A Di Đà Phật.